quá lớn, khủng khiếp. Đi ngang thấy to quá, ghé quay luôn. Đi ngang quốc lộ 51 thấy có một cái nhà thờ to quá. Xin lỗi quý vị, ngang cái kênh em là đăng Phật pháp mà đi ngang thấy cái nhà thờ bự quá nên quay luôn. Quay cho ta biết là nhà thờ cũng không thua kém gì chùa bự. Mà vô đây thì mình chẳng biết nói cái gì hết. Quá lớn. Mình sao mình là con của Phật giáo mà mình đi vô nhà thờ sao nghe nhức đầu ghê luôn. Tự nhiên nghe nhức đầu. Nhưng mà thôi, chủ yếu là cảnh đẹp. Cứ khi kênh Phật giáo đăng nhà thờ lại chạy. Có view, câu view. Mà thật sự là rất là nhiều người đến nha. Đi chùa thì vắng lặng yên tĩnh, chứ đi nhà thờ thấy đông đúc. Đây là không biết cái gì nữa. Rinh ông biết cái hình tượng này ý nghĩa gì. Mấy bạn nhà thờ mà có xem được cho biết. Quang cảnh sự khủng khiếp. Chùa thì ít tay ghé chứ thấy nhà thờ nè, lúc nào cũng có lúc nào cũng có lúc nào cũng có mấy người Tây người ta ghé người ta chụp hình thế giờ đó. Nhà thờ to quá mà đi một dạo vòng luôn. Kiến trúc khủng khiếp. Đúng là YouTube, đúng là câu view, thấy cái gì cũng quay. Nói chứ mình không có kỳ thị tôn giáo, nhưng mà thấy cái đẹp thì mình quay thôi. Thấy tôn giáo bạn người ta phát triển thì mình cứ xông vô mình quay, mình coi thử coi những cái kiến trúc nó đẹp thế nào. Không có gì biết mình học hỏi. Thật sự là cái nhà thờ này bự thiệt. Còn hơn là cái khách sạn to. Nhưng mà cái này cái gì thì mình không có tìm hiểu. Các bạn công giáo mà có Thiên Chúa mà có xem. Ồ thiệt. Khiếp. Rộng. Ngước nhìn mấy cổ luôn.
mình là người đời thì mình có thể đi bất cứ nơi nào. Cho dù cái kênh của mình là đang đăng về Phật giáo không, mà thấy một cái nhà thờ như vậy thì quay lại kiến trúc, quá to quá lớn luôn, đi một vòng không à. Mọi người đến tham quan chụp ảnh, kiến trúc quá là lớn. Có cái cây đẹp đấy. Ô, cây đẹp ghê. Cây đẹp thiệt. Không sai. Gãy cổ. Mở cửa để cho mình vô trong mình coi nếu có. Quốc lộ 51, biết địa chỉ gì thì cũng biết nữa. Quốc lộ 51 sự khủng khiếp lớn. Đây nói chứ mình là con của Đức Phật nhưng mà mình ghé anh tham quan. Cái gì quý vị đừng chữ. Mang mình biết được cái kiến trúc của anh lớn cỡ nào. Nè, khủng không? Thì vô đây cũng hơi nhức đầu thiệt, nhưng mà nó cũng to thiệt. Thấy mọi người bước vào thì cũng bỏ thùng rồi. Bỏ thùng tiền. Bỏ cái thùng như là bỏ kêu cái gì á. Rành lắm. Chúng ta tập hình. Chẳng hiểu gì về Thiên Chúa giáo nên không biết. Mình kệ, tò mò. Mình vô tạ ơn xin khấn à, có nghĩa là mình vô mình khấn là mình phải tạ ơn. Thôi dạo quanh một vòng vậy thôi, về thôi, quá lớn.
tiền nữa, tiền hơn trung tâm thương mại. Mấy chú bảo vệ chỉ là đó à, có cháu bảo vệ rất là dễ thương nè à, selfie với chú bảo vệ nè đó à. Ok, máy này nhiêu cái vậy? Chú bảo vệ nè, có chú cô quét rác nữa nè đó. Quét về tháng kiếm được tỷ không? Cừ, nói mà cừ. Ở sao luôn, rất là lớn mặt tiền luôn. Còn các bạn Thiên Chúa thì các bạn biết thôi chứ mình cũng không biết. Rồi, xin chào tất cả mọi người ha.